Trái phòng nhanh, đuổi theo. Tao hết chúng mày. Đuổi theo chúng, nhanh lên. Chúng mày có bắt được đứa nào không? Chúng nó chạy hướng khác rồi ạ. Lũ ăn hại, cút. Các cậu có mệt không? Không ạ. Vang đâu? Khoa đâu? Sao giờ này chưa thấy về? Dạ. Khoa vang đây rồi. Anh ạ. Anh cậu bị thương à? Lại đây. Tình hình thế nào? Báo cáo đồng chí bí thư, đơn vị ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt được 8 tên, thu được súng trường và một số chiến lợi phẩm. Anh em ta không có ai bị thương vong ạ. Các cậu ngồi xuống. Để tôi xem nào. Có đau lắm không? Để mình gọi y tá nhé. Không sao anh, chỉ ở phần mềm thôi anh ạ. Các cậu làm tốt lắm. Trận đầu như vậy là đủ gây hoang mang cho địch rồi. Huyện ủy sẽ có biểu dương, khen thưởng cho đại đội của đồng chí. Tuy là trận đầu ra quân, nhưng cậu Khoa cần được biểu dương. Cậu làm tốt lắm. Báo cáo chỉ huy, em chỉ cần được các anh cho em cầm súng chiến đấu thôi ạ. Sau trận tập kích này, địch sẽ lùng sục và trả thù. Cần phải bảo vệ những nhân mối của ta, đặc biệt là cô Nhàn. Việc bảo vệ cô Nhàn, cậu có làm được không? Dạ, có điều cô ấy... Tôi chỉ hỏi cậu có làm được không? Đâu cứ phải cầm súng mới là chiến đấu. Có những nhiệm vụ còn quan trọng hơn cả cầm súng. Những nhiệm vụ ấy chỉ có cậu mới làm được. Dạ, nếu là vì nhiệm vụ thì em nhất định làm được ạ. Tốt lắm, cậu vào ngay trong đó đi. Để phòng có biến. Đi đi. Vâng ạ, em đi. Dạ, con bẩm cụ ạ. À. Có chuyện gì? Cha con ông Đỗ biếu cụ vàng ạ. À. Về chuyện gì? Dạ, vì bị tổng sành nghi làm Việt Minh, chuốc cho lính uống say ạ. À. Có thiệt hại gì không? Dạ, chết mất 8 lính ạ. À. Bao nhiêu đây? Dạ, 20 cây ạ. À. Đi. Dạ. Đi. Dạ, bẩm cụ ạ. Ông Đỗ, bọn Việt Minh như từ trên trời rơi xuống. Chúng tập kích ngay vào chỗ chúng ta chuẩn bị đi càn, giết 8 thằng rồi thu vũ khí và đạn dược. Ông là lý trưởng của làng này, mong không phát hiện ra điều gì ạ. Dạ thưa cụ, tôi đâu ngờ chúng xuất quỷ nhập thần như vậy. Đợi đến lúc chúng nó sộc tới tận đầu dương của ông thì ông mới biết hả? Hay chính ông là người đưa chúng nó về, hả? Dạ. Này, này, có chuyện gì thế? Dạ. Dạ, bẩm cụ. À. Dạ, bẩm cụ. Bẩm cụ, tên Đỗ này là nội gián của Việt Minh. Nó đưa gái đến chuốc rượu cho lính. Để Việt Minh giết mất 8 tên đấy ạ. Dạ, oan cho con quá. Dạ, chính thầy cầu chọc này bảo con mang rượu, thịt, gái ra để phục vụ lính đi càn ạ. Này này, ông đừng có đổ oan cho tôi nhá. Im. Có đúng mày uống rượu không? Dạ bẩm, đúng ạ. Có đúng mày khen rượu ngon không? Dạ bẩm cụ, từ bao lâu nay con đã nghi lão Đỗ này là Việt Minh ạ. Con uống rượu giả say để xem hắn dở trò gì rồi báo về với ông tổng sành ạ. Đúng thế không? Dạ đúng ạ. Chính nó giả vờ say để về báo cho con.
để con đưa lính đi phục kích đấy ạ. Có bắt được tên nào không? Có giết được đứa nào không? Dạ, chúng nó vượt hết sang bên kia sông rồi ạ. Và... Im! Lũ chúng mày là lũ ăn hại, định giở trò bịp bợm để lĩnh thưởng của con bà Pháp phải không? Nằm xuống! Dạ bẩm cụ, oan cho con quá. Đánh cho nó 10 rồi. Dạ. Đánh. Ai ơi. Rượu này. Cái này. Rượu này. U này. Rượu này. Cái này. Mày. U này. U này. Cái tụi u này. Lạy cụ ạ. Còn một việc nữa con muốn nhờ cụ. Xin cụ giúp con. Có chuyện gì? Dạ, 5 cô gái và 2 bà già nấu cơm là do con bỏ tiền ra thuê. Thế mà các thầy đây bắt hết ạ. Có đúng không? Đừng có chối. Dạ, con mà nói sai ấy, thì thưa cụ, trời tru đất diệt con ạ. Các thầy đây còn vu họ là Việt Minh nên bắt giam hết cả. Nể tình ông Lý là lý trưởng của làng, tôi tha cho một lần. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Căng mắt lên mà nhìn, dòng tay lên mà nghe, phải tìm bằng được bọn Việt Minh ở đây. Lần sau ấy, còn thế nữa, tôi chặt cái đầu, nghe chưa? Dạ. Chặt đầu. Con đội ơn cụ ạ, à. Con lạy cụ ạ. À. Thả. Thả. Dạ hết. Dạ thưa cụ. Thả. Thả ấy ạ? À? Ờ. Thả. Thả. Đội ơn cụ ạ. Lên. Về đi. Đứng về lên mùa cháu. Nào thôi, đi về đi các cháu. À, vâng ạ, nhanh về lên. Đi. Nhan. Nhan. Em có đau lòng không? Tôi rất biết ơn bố con anh vì đã xin quan thả tôi ra. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao bố anh lại theo giặc. Nhan. Ông làm ăn thế à? Dạ. Uổng công tôi bao nhiêu lâu nay nói với quan Tây cho ông làm tranh tộc. Thế mà vừa mới lên một cái chưa làm được cái gì đã bị giết chết 8 linh bảo an. Tội của ông, tôi biết nói thế nào với con ba Tây hả? Dạ, con biết lỗi rồi ạ. Mong quan lớn rủ lòng thương, nói khó với quan Pháp cho con một câu ạ. Nói cái gì? Nói là ông hèn kém, là ông dốt, không có tài trị dân phải không? Dạ thưa, con xin được chuộc lỗi bằng cái bản danh sách này ạ. Dạ. Dù không thực hiện được vụ càn, nhưng con cũng làm xong lời hứa với cụ lớn rồi ạ. Tốt. Có chuyện gì vậy con? Thầy ơi, sao các cấp chỉ huy lại bắt con ở đây? Không được tham gia bất cứ chuyện gì vậy? Thì... các anh ấy cũng chỉ lo cho con thôi mà. Nhưng con thả chết chứ không chịu ngồi im để bảo toàn mạng sống của mình. Con không được nói như vậy. Đã là người của tổ chức thì phải chấp hành mọi mệnh lệnh. Biết đâu, các anh ấy lại đang có một nhiệm vụ quan trọng hơn cho con thì sao? Thật thế hả thầy?
còn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, cho dù có khó khăn hay nguy hiểm đến đâu. Ví dụ như làm dâu Lý trưởng Đỗ. Không, con không thể nhận nhiệm vụ đó được đâu. Con không thể chấp nhận sống chung với cha con lũ phản động ấy. Chào các anh. Vâng. Chào anh. A Di Đà Phật. Mô Phật. Cảm ơn sư. Anh ngồi đi. Tình sao rồi? Nghiêm trọng lắm phải không? Vâng. Tên tộc dành cho lính vây giáp, hắn giết tất cả những ai mà hắn nghi ngờ. Cứ cái đà này, hắn sẽ phá vỡ tất cả những cơ sở của chúng ta mất. Không thể để cho tên Tề Ngụy gian ác này lộng hành mãi như thế được. Hắn đã gây quá nhiều tội ác cho nhân dân rồi. Vâng. Cho nên tôi muốn báo cáo với anh Lê Vinh được giết tên tổng sảnh. Không, việc này không dễ dàng, vì tên tổng sảnh cực kỳ gian xảo. Dạ đúng vậy ạ. Tên tổng sảnh hoạt động không theo một quy luật nào cả, chỗ ngủ cũng không cố định. Dạo này hắn toàn trốn vào bốt với cả cầu trọc, đi đâu cũng có lính bảo vệ, rất khó tiếp cận các anh ạ. Vì vậy chúng ta cần phải chờ đợi. Lực lượng bây giờ của chúng ta rất là mỏng, không thể manh động. Được rồi, tôi sẽ đề đạt nguyện vọng của các cậu với anh Lê Vinh, để xem anh ấy có cao kiến gì không. Vâng. Con chào thầy ạ. Con cũng muốn đến nhà tổng sảnh ạ. Chỗ đấy đâu phải là chỗ tùy tiện mà đến được hả con? Chẳng phải là thầy đang chuẩn bị đến gặp quan Ba Pháp Mắc Lếch đó sao? Có sao đâu thầy. Con thấy kết giao với tổng sảnh cũng có lợi mà. Hôm trước không có thầy bảo lãnh, chắc là nhàn mất mạng rồi ạ. Anh nghĩ được như vậy là tốt đấy. Thế là thầy bằng lòng rồi ạ. Để con vào thay quần áo rồi con cùng đi nhá. Dạ bẩm cô. Con chào ông tổng ạ. Ngồi đi. Dạ. Dạ. Này tôi cho gọi thầy cậu là vì việc của cậu. Vừa hay cậu cũng có mặt. Ngài Mắc Lếch sắp đón phu nhân sang thăm, nhưng bà ấy không biết tiếng Việt. Đích thân tôi đã tiến cử cậu làm thông ngôn cho bà ấy. Dạ, đội ơn quan lớn ạ. Ý ông ra sao? Dạ, bẩm cụ Chánh, không được đâu ạ. Phục vụ cho quan bà là xứng nhất trên đời, tại sao lại không được? Dạ, bẩm tạ ơn ngài đã chiếu cố, nhưng mà con trai tôi còn nhỏ, việc học hành của cháu còn đang dở dang. Xin ngài cho cháu hoàn thành cái bằng tú tài đã. Học thì lúc nào chả được. Còn việc của quan pháp
không phải ai cũng được hưởng cái phúc này đâu nhé. Dạ đúng thế đấy ạ. Dạ thưa quan lớn, nhà tôi phận mỏng không dám nhận đâu ạ. Thôi, việc đến đây là xong, cho lui. Dạ. Ông ở lại, còn bàn việc tiếp. Dạ. Chào đồng chí. Chào bác. Mời đồng chí lên thuyền. Chào anh. Vâng, ta vào việc. Tên Tổng Sành ngày càng tàn độc và ngông cuồng. Tôi đề nghị các anh phải có phương án để trừng trị hắn làm gương. Việc giết Tổng Sành không còn gì phải bàn cãi. Nhưng giết hắn thế nào mới là quan trọng. Anh có kế hoạch gì không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có một cách. Hắn rất mê tổ tôm. Ta sẽ bắt hắn ngay tại chiếu bạc. Liệu có khả thi không? Tôi xin chịu trách nhiệm, đảm bảo sẽ giữ chân hắn ở tại chiếu bạc. Chỉ cần yêu cầu các anh lên phương án nhanh gọn là được. Tốt lắm. Khi nào có thời cơ, anh cứ báo. Tôi sẽ cho người liên lạc để phối hợp. Vâng. Ta đi thôi. Chào các anh. Chào ông. Chào anh. Chào ông. Hóa ra là ông. Thế mà bao lâu nay tôi cứ tưởng. Các anh lên kế hoạch để giết Tổng Sành, rồi nhân tiện giết luôn Lý Trưởng Đỗ chứ gì. Đến hôm nay tôi cũng mới biết. Chứ mọi lần nghe đến Lý Trưởng Đỗ là tôi sợ chết khiếp. Thôi, thời gian gấp lắm rồi. Tôi sẽ trình bày với các anh kế hoạch để bắt Tổng Sành. Này, có lẽ mình để cho người lên tỉnh một chuyến để xem cái trường của thằng Khoa đã mở lại chưa. Ui giời, ở đấy nguy hiểm như vậy thì vội gì hả ông? Con nó cứ ở nhà trong tầm mắt của mình như thế này lại không hơn à? Ừ. Bà thì biết cái chỗ nào nguy hiểm với chỗ nào không nguy hiểm. Thưa thầy, thầy cho con theo với ạ. Đi ăn cỗ thì đi theo làm gì? Chỉ là ăn cỗ dỗ thôi, ông cứ cho nó đi theo. Lấy vợ đến nơi rồi, cũng phải biết dần đến cúng lễ đi là vừa. U nói chí phải ạ. Tôi đã nói rồi, từ nay là cấm theo chân tôi. Thầy, con có làm gì sai đâu ạ. Cái lời hẹn của anh với thằng Mắc Lách, tôi chưa nghĩ ra được kế gì để mà thoái thác đây. Thầy không phải bận tâm đâu ạ. Việc đấy cứ để con lo. Tôi đã bảo anh rồi, ở nhà, không đi theo tôi. Thầy. Dạ, chào các cụ ạ. Chào các cụ ạ. Chào các cụ ạ. Mời các cụ vào ạ. Quý hóa quá. Dạ, mời các cụ vào ạ. Vâng, vâng ạ. Dạ, vâng. Quý hóa quá ạ. Các cụ vào trong này ạ. Dạ. Đây ạ. Trước là cụ vào đi. Đây cụ ngồi. Lâu không gặp. Đây các cụ xây nước à? Khỏe không ạ? Mời các cụ xây nước ạ. Cháu chào cô Thục ạ. Vào đây. Cô ạ. Khoa đây à? À dạ. Suýt thì không nhận ra cháu đấy. Cháu cô lớn quá rồi. Vâng ạ. Thầy ạ. Mày đến đây làm gì hả?
Nãy thầy đi vội quá, chắc là quên đĩa hoa quả. U bảo con mang sang ngay để thầy thắp hương ạ. Thôi được rồi, về đi. Vâng ạ. Bà giúp cho. Vâng, xin ông ạ. Ông ấy thì bao giờ cũng có mặt bạn. Cụ Tránh đi đánh bài ạ. À, nơi nào có tổ tôm và chắn chả phải có tao hả? Mời cụ ạ. Dạ. À. Chào các cụ ạ. Hôm nay là ngày rỗ, mời các cụ sơi chai nước ạ. Dạ. À, mời cụ ạ. Các cụ cứ tự nhiên cho. Mời cụ sơi nước ạ. Vâng. Cụ khỏe không ạ? Mời các cụ. Chào cụ Tổng Sành ạ. Cụ đến bất ngờ quá ạ. Không sao, ta đến đây để chơi tổ tôm mà. Dạ. Vâng ạ. Kế hoạch của đồng chí Đỗ như thế là rất tốt. Vậy thời cơ đã chín muồi. Đồng chí Vàng, về triển khai ngay phương án hành động. Vâng ạ. Nếu Tổng Sành ngoan ngoãn quy hàng, ta sẽ bắt hắn ra vùng tự do để tòa án kháng chiến xử. Nếu hắn cố tình chống cự, không thể bắt được, sẽ xử tại chỗ. Xong, tuyệt đối không được nổ súng. Rõ. Các đồng chí về đi. Em chào anh ạ. Là Vũ Tổng Sành phải không? Vâng. Cậu về ngay đi. Có việc gì giúp anh em, nhớ tuyệt đối giữ bí mật. Sắp tới sẽ còn nhiều việc phải cần đến cậu. Vâng ạ. Báo cáo thủ trưởng, cơ sở gửi thư lên ạ. Cậu liên lạc ngay với bên tỉnh ủy, nói với đồng chí Vũ Quân, tôi có việc phải báo cáo. Rõ. Dạ, giờ mời cụ sơi chén rượu, lát sẽ có người hầu cụ tổ tôm ạ. Dạ. Dạ, mời cụ Tránh lên một chén ạ. Vâng, cố lên. Dạ, dạ, mời các cụ ạ. À. Mời các cụ cứ tự nhiên ạ. Mời cụ ạ. Dạ, mời cụ. Mời cụ lên sập ạ. Ông rót rượu đi. Dạ, vâng, vâng. Dạ, mời cụ Tránh, cụ Bá xây rượu ạ. Được đánh chén no say lại còn hầu tổ tôm nữa thì còn gì bằng. Dạ, cụ dạy trí phải ạ. Mời cụ. Uống rượu đi ông. Chúng ta đánh chén. Tiếp các cụ. Xem nào, để tôi thử món này. Mời ông, mời ông. Dạ. Cái món này là cái món ngon nhất này. Ngon à, ngon ngon đấy. Dạ, dạ. Dạ, mời các cụ ạ. Mời cụ. Uống này, uống này, uống cho say để con ù chứ lẽ. Dạ, đúng thế. Mời cụ. Lục Sách, bốc cho xin một cây. Thất vạn. Tôi ù nhá. Chỉ tôm lèo. Cụ Tránh ù hay quá. Cụ ơi, hả? Để con chia bài ạ. Tay thằng này đỏ, chia tiếp. Vâng. Các cụ lên bài đi. Này, thôi về. Chiều nay thầy thấy U mày kêu đau bụng, về xem thế nào. Về đi. Dạ. Thằng này chia bài đang đỏ mà cho nó về à? Dạ. Dạ. Cụ thông cảm ạ. Con cảm ơn cụ ạ. Ngũ Văn này. Ăn không? Thank you.
Vũ Sách. Tất cả Huy! Huy! Bà con ngồi im! Bà con bình tĩnh! Tổng Sành, chúng tôi đã nắm rất rõ những tội ác của ông trong thời gian qua. Ông đã cung cấp những gì cho tên quan ba Mark Lake và Bang Chất. Ông hãy thành khẩn khai báo. Dạ, tôi xin khai ạ. Tốt lắm. Ông hãy khai toàn bộ mạng lưới chỉ điểm vào đây. Cởi trói cho ông ta. Dạ. Dạ, đây ạ. Các đồng chí, áp giải hắn ra vùng tự do. Rõ. Đi. Ông định giải tôi đi đâu? Chúng tôi sẽ đưa ông ra vùng tự do. Nếu ông thành khẩn khai báo, Việt Minh sẽ cho ông hưởng khoan hồng. Xuống thuyền. Việc này mày thường liên lạc với những ai? Tôi đã nói rồi, tôi có biết Việt Minh là ai đâu mà liên lạc. Không khai à, bố láo. Mày chết ngoan cố, ngoan cố này, chết này, bố láo này. Chào quan lớn ạ. Tao nghe nói